Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay chúng ta tiếp tục với kinh Vô Lượng Thọ, trong tiếp theo phần Năm Thống Năm Thiêu. Trước tiên đi vào nội dung kinh văn, cho Thầy hỏi các vị một chút xíu. Chúng ta truy tìm từ nguyên lý của nhân quả. Nhân quả có lẽ các vị đã biết rồi phải không? Nhân thế nào thì quả thế đó. Nhân như vậy thì quả như vậy. Nếu như không có nhân, không bao giờ có quả. Đó là một cái định luật không ai có thể là chối cãi được. Vậy thì Đức Phật sinh ra từ đâu? Hả? Đức Phật sinh ra từ đâu? Sao em ru không trả lời? Hôm trước nghe nói Thầy Minh Hạnh nói là các vị hiểu thế nào Phật, nghĩ về Phật các vị viết dài lắm mà. Hay là lên trên mạng chép xuống. Đức Phật sinh ra từ đâu? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra từ đâu? Trên tinh thần của thế gian Pháp thì thấy rằng mẹ của Ngài sinh ra Ngài. Nhưng chúng ta không nói trong tinh thần đó. Chúng ta nói là cái tinh anh, cái tinh thần, cái tuệ giác của một vị Phật sinh ra từ đâu? Đâu phải nói sinh ra từ hồi nào mà trả lời là vô lượng kiếp. Sinh ra từ đâu? Những câu hỏi nó rất là đơn giản như vậy mà chúng ta không... Bây giờ mình nói thế này, mình thấy này, làm sao để thành Phật? Tức là phải tu nhân hạnh Bồ Tát, phải không? Như vậy chúng ta biết rằng Đức Phật sinh ra từ Bồ Tát, đúng chưa? Đơn giản vậy thôi. Nếu không có những vị Bồ Tát, làm sao có Đức Phật? Và chúng ta cũng vậy, muốn thành Phật thì phải đi qua con đường Bồ Tát Đạo. Con đường Bồ Tát Đạo thực hành bởi những lý thuyết gì? Lục độ, vạn hạnh, ba la mật. Vậy thì Bồ Tát sinh ra từ đâu? Ai nói á? Chưa hẳn gì thinh văn duyên giác là sinh ra Bồ Tát. Có những vị thinh văn duyên giác họ đi vào cảnh giới A-la-hán tịch diệt, họ không có đi qua con đường của Bồ Tát. Tại sao? Như vậy, Bồ Tát sinh ra từ đâu? Hả? Từ đâu? Từ con người phải không? Từ con người. Con người như vậy là chúng ta là Bồ Tát hết phải không? À, như vậy chúng ta thấy ở trong yếu tố con người đó, cái đặc tính nào đó làm nên một Bồ Tát? Cái hạnh như thế nào? Chúng ta truy tiếp cái gốc của sự sống nó là gì? Cái gốc của sự sống này nó không phải trí tuệ đâu. Dĩ nhiên là trí tuệ nó bảo tồn sự sống, mà cái gốc của sự sống này tính là tình thương. Nếu như không có tình thương, người ta hủy diệt sự sống. Phải vậy không? À, sân si chiến tranh hủy diệt sự sống, nhưng tình thương sẽ đem đến cho sự sống. Như vậy việc đầu tiên của một yếu tố Bồ Tát đó là từ bi. Thứ hai để trở thành một vị Bồ Tát là gì? Thứ hai là gì? Chưa, bố thí là cái pháp hành của Bồ Tát, chứ không có nói là trở thành vị Bồ Tát. Phải nghe cho rõ, hiểu từng câu từng chữ. Người ta hỏi cái gì là mình trả lời cái đó. Người ta hỏi cái pháp hành của Bồ Tát là cái gì thì mình nói ta bố thí lục độ. Còn đang người ta nói rằng là cái việc đầu tiên trở thành một vị Bồ Tát đó là lòng từ bi. Và vị Bồ Tát này, và chúng ta thấy ở trong chúng sanh có hai cái loại trí. Một cái loại trí phân biệt và một loại trí không phân biệt. Loại trí thế nào gọi là loại trí phân biệt? Chẳng hạn như có người nào đó họ đến mắng chửi mình. Lúc bây giờ mình nổi giận. Tại vì sao? Bởi vì mình chẳng làm gì để người ta mắng chửi. Vô duyên vô cớ bị người ta mắng chửi. Và không chửi lại được thì trong lòng mình cũng ấm ức, tức tối, giận hờn. Loại trí đó là loại trí phân biệt. Phân biệt rõ là có người mắng chửi mình và mình bị người ta mắng chửi. Và mình sẽ tìm cách nào đó để mình chửi trở lại. Đó gọi là lối sống nhân ngã phân biệt của phàm tình. Sống ở trong cách đó thì mãi là chúng sanh trôi lên trong luân hồi. Bên cạnh đó,
Chúng ta còn một loại trí nữa, tức là trí biết người ta đang chửi. Còn cái trí mà nhận ra là mình bị chửi thì đó là trí phân biệt. Còn cái trí mà biết người ta đang chửi mình, người ta hết chửi rồi biết người ta hết chửi. Như câu chuyện của Đức Phật còn tại thế, Bà La Môn sáng dậy ăn no bụng, có sức để chửi. Chuyện có thật mà. Đến mắng chửi Phật, tại sao? Bởi vì Đức Phật cù rũ hết tất cả đệ tử của vị này, Bà La Môn này. Giận quá, tới mắng chửi Phật. Sáng chửi tới trưa, Đức Phật ngồi im ru. Bà La Môn này, Sa Môn Cụ Đàm, ông có điếc không? Ta không có điếc. Ông có nghe ta nói rõ không? Ta nghe rất rõ. Tại sao ta mắng chửi hoài mà ngươi im ru không nói tiếng nào? Đức Phật nói rằng, cũng gọi ngươi làm cơm đại khách, nếu khách không ăn thì ngươi làm sao? Khách không ăn thì ta ăn. Thì Phật nói cũng vậy, những cái bữa tiệc, những cái món mà các người tặng cho ta không có nhận, hãy đem về đi. Nhưng mà tại sao Đức Phật ngồi thoải mái đó? Đức Phật có thể lắng nghe người ta chửi bới. À, hồi nhỏ thầy cũng học cái hạnh này, có cái ông trưởng ban hộ tự chùa, mà có trưởng ban hộ tự là dễ sợ lắm. Ban hộ tự đó không phải hộ đâu ha, nó là không phải là cái ông nào người ta nói gì á, ông hộ tự, nhưng mà sai khiến ông thầy là nhiều. Thầy chẳng biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên nghe đến đầu đến đuôi lầm lẫn chạy vào chùa chứ thầy tê tu hết. Năm đó như thầy được 18 tuổi, không biết gì hết, ngồi im nghe tướng chửi quá trời quá đất. Chửi một hồi rồi cái thầy thấy ông chửi không nói nữa, cái thầy mới rót nước, thầy mời ông uống, ông chửi tiếp. Và lúc bây giờ ông giận quá, ông thấy mình sao không nói tiếng nào mà còn mời nước không uống nữa. Cái là ông chửi một trận, chừng mấy người con và vợ của ông nghe ồn ào ở chùa gần đó rồi chạy về và nói hồi đấy còn thọ sa di, nói chú đâu biết gì đâu mà ba chửi chú vậy. Thì ông nói, ủa vậy hả? Thì kêu ông đứng đi về. Nhưng mà các vị biết, hồi cái lúc mà ông chửi nó, mình thấy cũng khó chịu nha. Ban đầu là tức là mình đã dùng hết cái sức của mình để mình nghe xem ông này chửi tới cỡ nào. Ban đầu mình rất là thoải mái, ngồi im ru. Mà ông chửi một chẹp cái lỗ tai mà nó nghe, cái đầu mình bắt đầu nó tác động. Thế là bắt đầu cái buồn, cái bực, cái khó chịu, cái muốn nối lại á, cái thói quen muốn cải lại, nối lại á, nó hiện lên trong tâm mình. Chẳng qua là mình dùng trí mình đè xuống thôi, chứ trong tâm mình vẫn giấy động cái ý muốn lý luận đối thoại. Nhưng cái trí đó là cái trí năng phân biệt. Cái trí đó bị gì? Bị cái xúc cảm nó tác động. Cái trí đó không phải là trí Bồ Tát, đó là trí phàm tình. Nhưng còn một loại trí nữa là cái buồn đến mình biết nó buồn. Cái buồn đi biết nó đi, giận đến biết nó giận. Và cái buồn, cái giận đó chưa phải là mình, không phải là mình. Nếu như cái buồn là mình thì mình sẽ không bao giờ vui được. Và nếu như mà cái vui mãi là mình thì mình sẽ không có buồn. Buồn đến và đi cũng giống như là khách đến nhà rồi khách ra đi thôi. Và những cái xúc cảm đi vào trong lòng mình chỉ là những người khách đến và đi. Và cái trí mà nhận diện những người khách nào, loại khách nào thiện, loại khách nào ác, loại khách nào có lợi cho sự giác ngộ, cái loại khách nào đem cho ta phiền não, cản trở sự giác ngộ của chúng ta, thì cái loại trí này nhìn nhận thấy được điều đó, đó gọi là trí không phân biệt. Hiểu loại trí không phân biệt chưa? Hai loại trí này khác nhau. Bồ Tát ở trong lòng từ bi sống với trí không phân biệt, sống ngang đó chưa trở thành một vị Bồ Tát, mà phải thêm một yếu tố nữa, đó là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Tức là cái tâm hướng tới sự giác ngộ, mong muốn sẽ thành tựu sự giác ngộ. Cái sự mong muốn đó gọi là dục. Dục đây không phải là ái dục hay sự tham muốn thấp hèn, mà gọi là dục như ý túc. Dục như ý, tứ như ý túc đó, tinh tấn như dục như ý túc, tinh tấn như ý túc. Bởi vì lòng khát khao mong muốn trở thành một vị Phật, do vậy nó thúc giục chúng ta một năng lực hành động mạnh mẽ, không biết mệt mỏi. Như vậy thì chúng ta thấy nhờ cái năng lực đó kết hợp với cái trí không phân biệt và lòng từ bi, ba yếu tố này hòa quyện làm tâm của một vị Bồ Tát. Và bắt đầu vị Bồ Tát
có được cái lộ trình, bước lên trên một lộ trình lục độ ba la mật, bắt đầu hành động. Và như thế, từ hành động như vậy là cái nhân trở thành một vị Phật ở tương lai. Như vậy chúng ta thấy một Đức Phật, chúng ta biết rằng mẹ của Phật chính là Bồ Tát. Và cái người sinh ra Bồ Tát, cái yếu tố để hình thành một Bồ Tát đó là gì? Thứ nhất là từ bi. Từ bi mình thấy chúng sanh nó làm bậy, mình thấy cái người bạn mình làm sai, mình ít có nổi giận. Tại vì sao? Bởi vì mình thấy thương họ nhiều hơn. Tại vì họ ngu si thế nào họ cũng bị đọa lạc. Nhân như thế, quả như thế, không thể nào khác. Sống trong sự ngu si đó, mình cản ngăn người ta không được, nhưng người ta cứ làm ác rồi người ta cũng phải bị đọa lạc. Đó là một định luật tất yếu thôi. Và chư Phật thương xót chúng sanh còn hơn mình thương. Mình lo cho bà con thân tộc, bạn bè, mình sợ người ta vấp phải những sai lầm, những khổ đau. Cái tình thương của mình thương, mình dạy bảo, khuyên bảo, che chở, nhưng người thân mình không nghe. Và họ làm ngược lại, mình trở nên nổi giận, chán nản, mệt mỏi và muốn cách lìa, không có muốn giao du với người thân này nữa. Nhưng Đức Phật thì sao? Chư Bồ Tát thì sao? Tình thương đối với Ngài, đối với chúng sanh vô bờ bến, không có điều kiện, không có bao giờ dừng nghỉ. Cái tình thương đó mới chính là tình thương không có điều kiện, hay là tình thương không có vị ký. Hiểu tình thương đó nghe, chứ không đừng nghĩ là tình thương có điều kiện. Tôi thương anh, tại sao? Bởi vì anh thương tôi. Còn anh không thương tôi nữa, tôi sẽ không thương anh nữa. Anh cho xó tôi sẽ cho xó lại. Anh cho xấu tôi, tôi sẽ cho xấu lại. Và anh làm điều hại cho tôi sẽ oán hận anh. Nhưng mà cái tình thương này hoàn toàn có điều kiện. Tình thương đó không phải là tình thương của Bồ Tát. Ở trong tình thương của Bồ Tát như mặt trăng chiếu soi trên bầu trời, không phân biệt hầm hố chỗ này chỗ kia, đều chiếu soi một cách bình đẳng. Ở trong tình thương đó kết hợp với trí không phân biệt và gì nữa, và Bồ Đề Tâm. Đó là những cái nhân tạo thành một vị Bồ Tát. Và những đặc tính này ở trong lòng của chúng ta có sẵn hết. Chẳng qua bây giờ chúng ta khai hóa nó, sử dụng nó và sống với nó hay không. Nếu như không sống với nó thì nó ở im đó thôi. Và chúng ta cứ làm cả cùng tử lang thang đôi khác. Còn một khi chúng ta trở lại sử dụng cái gia tài thất bảo này, sử dụng năng lực này, thì tự nhiên cuộc sống chúng ta sẽ khác đi. Đức Phật dạy rằng ở trong trời đất năm loài phân minh, tức là cõi trời, cõi người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh phân minh. Còn một loại Atula, cảnh giới phức tạp. Có Atula trên cõi trời, Atula ở cõi người, Atula lưng chừng trên tầng không. Do sống nó sống không có rõ ràng, thành ra không xếp vào một loài được. Do vậy cho nên kinh này thường nói là năm loài phân minh. Rộng rãi, mịt mờ, mênh mông. Báo ứng lành dữ họa phước, kéo dắt tự mình lãnh chịu, không ai thay thế được. Báo ứng, báo tức là cái quả báo do mình gây ra cái nhân. Đến một lúc nào đó đủ duyên nó hình thành quả báo. Lấy một hạt giống đem cất ở trong kho 100 năm sau, nó không có nảy mầm. Nhưng mà đem hạt giống mới sau 3 tháng thì gieo xuống nó lại nảy mầm. Tại vì sao? Bây giờ cái hạt giống này, hạt giống kia nó giống nhau, nó được có khả năng sinh ra một trái, một cây. Nhưng mà vì cái điều kiện sinh ra nó chưa có đủ thì nó nằm im đấy. Không có nghĩa rằng nó mất đâu. Cho nên tất cả những hành vi chúng ta tạo ra, thiện hay ác, nó đều lưu giữ ở trong tâm. Và chúng ta đi đâu thì tâm của chúng ta nó theo đó. Chúng ta dối trời lừa đất nhưng không thể nào dối được chính tâm của mình. Và tất cả những hành vi nhỏ nhất đều lưu giữ trong tâm. Và tâm nó sẽ hình thành ra quả báo. Chẳng qua cái duyên nó chưa đủ mà thôi. Đừng nghĩ rằng người ta làm ác mà sao họ có thể sống phơi phới. Bởi vì họ thừa hưởng nhiều cái phước lực, nhiều đời. Mặc dù đời này họ làm ác, thậm chí họ làm ác cả đời nhưng chưa hưởng được, chưa giật cái quả báo. Tại vì cái phước lực họ nó lớn. Còn chúng ta không có phước bao nhiêu, mới có làm ác chút xíu là có chuyện rồi. Nó là vậy đó. Chúng ta cứ nghĩ coi, nhân nào duyên nào mà sinh ở Việt Nam, da vàng mũi tẹt, người chút xíu một xíu, đi thiệt lệ, hai chân đi thiệt lệ giống như con vịt đi,
ra đi bộ với thằng Mỹ thôi, nó đi bộ bình thường mình đi muốn chết rồi, phải không? Đi bộ trên đường mà thấy nó đi thôi, nó đi nhẹ nhàng thôi mà mình chạy theo á, mình thấy nó đi tuốt sau mình, nó cũng đi nhẹ nhàng thôi mà mình đi lẹ hơn nó, mà mình đi trước mình thấy nó đi trước mình rồi. Nó sinh ra cái thân đó là nó có phước rồi, rồi nó ở trong cái quốc độ đầy đủ nữa. Còn mình sinh ở cái quốc độ gì mà nó khí ho cò gáy, may duyên nào đó nhảy qua đây, giờ cũng là phước quá rồi, phải không? Nhưng mà chúng ta nhiều khi không có thấy được cái phước của mình đang có. Nhiều khi mình thấy mình buồn khổ nữa là khác. Cho nên cái quả báo lành dữ, cái quả báo lành quả báo dữ, tức là cái nhân lành tạo quả báo lành, nhân dữ tạo quả báo dữ. Họa phước tự giác, kéo giác tự mình lãnh chịu. Điều này là một cái câu nói rất cảnh tỉnh. Nếu như chúng ta vì người thân, vì hoàn cảnh mà tạo ác, tạo duyên xấu, mình đừng có nghĩ rằng đó là vì thế ép. Đừng nghĩ như vậy. Mình đừng có dạy, thà mình chết rồi thôi, chứ mình đừng có tạo ra. Mình tạo ra nó sẽ chiêu cảm quả báo cho mình. Mình vì chồng, vì con, vì gia tộc, vì đại nghĩa nào đó, nếu như các vị mà nó phát tâm bồ đề bằng cách như là tiền thân của Mục Kiền Liên là một vị tu hành, bà Thanh Đề là một người tướng cướp chuyên chặn đường và giết người, cho nên cái vị tu hành này phát cái tâm chấm dứt mạng sống của vị tướng cướp này. Tại vì sao? Bây giờ sợ họ tiếp tục tạo ra cái nhân nữa và làm hại quá nhiều người. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên thì phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm con của tên tướng cướp này, và quả nhiên đã quá nhiều đời nhiều kiếp luôn luôn làm con của bà Thanh Đề. Và kiếp nào bà Thanh Đề cứ thấy Mục Kiền Liên là cũng đem làm oán hận, cái nhân sát hại đó oán hận. Chúng ta ít có thời gian đọc một số câu chuyện ở trong Phật giáo, thầy không nhớ rõ câu chuyện nào, chỉ biết nội dung có một vị thiền sư ở Việt Nam tu tập và ngài biết được là mình chết, mình tới giờ chết rồi, và ngài thấy cần phải đi trả cái nghiệp, chứ đỡ cái người ta đi kiếm lâu quá, thành ra ngài quyết định đi trả nghiệp. Và ngài biết rằng á là ngài nợ một cái người ở tại Trung Quốc, và bắt đầu ngài tìm cách rời Việt Nam đến Trung Quốc, và ngài đến anh làm quen với một cái người một trình với một ông quan, và nói rằng là tôi đến đây để trả nghiệp và ngày mai tôi sẽ chết ở tại chỗ đó, tại chỗ cái bên cái triền núi đó sẽ có người giết tôi, và nếu như mà người nào giết xin quan đừng có truy tố họ, đó là cái nghiệp tôi biết trước. Nhà quan thấy lạ quá cũng ghi nhận như vậy, và quả nhiên hôm sau ngài đi đến gần một tên đống củi, tên là thấy mặt ngài thôi nổi giận đùng đùng lên và cầm cây lại đến ta chết thôi. Và khi đến ta chết rồi, anh ta hối hận quá, anh ta đến báo quan. Thì quan mới nói rằng cái vị này đã báo trước như vậy như vậy. Và quan hối rằng tại sao lại đến người ta một cách vô cớ như vậy. Ông ta nói rằng tôi không biết, tôi chỉ biết rằng trong người tôi nó tức tối, nó không chịu nổi, nó bực bội và tôi phải đánh thôi. Cái nghiệp sát lẫn nhau á, nó chiêu cảm những quả báo dơ sợ lắm. Có những điều nó trong tư tưởng chúng ta, nó có những cái cảm thọ mà chúng ta không biết lý do. Cũng giống như là một cái nhân tố nào đó trong lòng biển, tất nhiên đủ tự nhiên nó trồi lên mặt biển vậy thôi. Và cái nguyên nhân nó không phải chúng ta nhìn thấy trong cuộc đời này không, mà vô lượng kiếp vừa trước, cho nên chúng ta không thấy ra. Cái nhân quả nó dễ sợ lắm. Có nhiều vị thiền sư biết rằng mình chết ở chợ, dặn đệ tử là ta ra ngồi chợ, cho ta trả nghiệp. Ta biết ta đang mất mạng ngồi chợ. Và căn dặn đệ tử đâu đó xong hết rồi, rồi ngày ra ngồi chợ người ta đánh lộn. Đánh, hai bên đánh nhau, mà cái người kia thì né mất, cho nên cái cây nó ven trúng ngày chết ở chợ. Ngài biết, ta biết cái nhân cái quả mình tạo ra. Quả báo lành dữ trong một đời chúng ta có thể truy nghiệm nhìn thấy, nhưng nhiều đời nhiều kiếp chúng ta sẽ rất khó thấy. Vậy cho nên một lời khuyên của thầy là thôi, mình không biết thì thôi, nhưng biết rồi thì thà chết bó thân này để rồi mình an lạc. Chứ nếu như mình tạo thêm một cái nghiệp ác thì chẳng khác nào những điều đá lên vai.
Và cái hòn đá đó nó sẽ nhấn chìm chúng ta khi mất cái thân này, rồi chúng ta đọa vào những cái thân nó đau khổ hơn nữa. Thì thôi thì mình đừng tạo thêm nghiệp mới. Ngay chỗ này mình chấm dứt tất cả những cái nghiệp xấu. Không có ai thay thế được. Nghiệp nó đến thì không có bà, con, thân, tộc, vợ, chồng, anh em, không có tình thương nào có thể thay thế được cái nghiệp của mình. Người lành làm lành, người lành làm lành thì được vui và vui. Câu này hay lắm. Chúng ta làm cái điều thiện, ban đầu nó cũng có những cái khó chịu, nhưng mà khi thấy người ta vui rồi mình cũng vui. Và mình người ta vui thì mình có nhiều niềm vui hơn. Còn cuộc sống của chúng ta thì từ cái đời sống sáng sủa nó sẽ đi vào chỗ sáng sủa. Cho nên kinh văn nói rằng từ sáng sẽ vào sáng. Từ vui đến vui, từ sáng vào sáng. Làm giữ, người giữ thì làm giữ. Và từ khổ sẽ vào khổ, từ tối sẽ vào tối. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Thầy Minh Trạm có dạy chưa? Tiếp theo là câu gì? Nếu với ý gì? Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau. Như gì? Như xe theo chân vật kéo. Ngược lại, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu với gì? Nếu với tâm thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau. Giống như gì? Như bóng không rời hình. Hai cái hình ảnh như bóng không rời hình cũng vậy. Người thắng thì bóng bóng ngay. Cái người mà tạo ác giống như là con vật, nó mang cái xe đi theo sau. Đi tới đâu tự mang cái nghiệp nặng nhọc của mình theo tới đó. Ở đây chúng ta học Phật Pháp, chúng ta thấy hai cái thái cực này y như là trong câu kinh Pháp Cú. Phải có những cái thái độ quyết định hành động mới được. Ai biết được điều đó? Chỉ có một mình Đức Phật biết rõ dạy bảo khai thị. Để hiểu, để rõ, để biết tường tận, chỉ có Đức Phật mới biết rõ. Còn chúng ta thì biết mơ hồ, thậm chí có khi không tin. Đức Phật nói rằng một trận mưa xuống, Long Vương kia với thần lực nhỏ nhoi cũng có thể biết được bao nhiêu hạt nước rơi xuống. Huống chi là một đấng nhất thiết trí. Tất cả dây leo trong rừng, con quạ màu đen, con cò màu trắng, ta đều biết và thấy rõ cái nguyên nhân của nó. Như nhìn thấy cái trái Amala ở trong lòng bàn tay. Nhìn thấy rõ và biết rõ như vậy. Muốn biết rõ điều này là chúng ta nên có sự quán chiếu. Quán chiếu tức là ngồi im lại, tư duy về một đạo lý nào đó. Chúng ta thường hay tư duy những điều vớ vẩn. Có những điều không đáng lo thì cứ lo, những điều đáng lo thì không chu đáo. Và sự quán chiếu chúng ta không có tường tận, cho nên khi làm việc hay vấp phải lỗi lầm. Người tin làm theo thì rất ít, vì thế nên sanh tử chẳng thôi, ác đạo chẳng tuyệt. Người tin theo cái đạo lý nhân quả thì rất ít. Tin tức là cái niềm, chúng ta cũng có thể tin đó, nhưng mà chúng ta ít có quán chiếu, thành ra không chịu làm theo. Ít quán chiếu và không ý thức rõ, không biết sợ nhân quả. Các vị nghe câu chuyện của chú Trần, chú lấy giùm cái micro khác của thầy. Cái này nó pin nó mua hết rồi. Rồi, dạ thôi chú Phan lên cũng được dạ. Cảm ơn chú. Ngày xưa các vị có nghe câu chuyện của một vị thiền sư giảng nhầm một câu. Người ta hỏi là người tu hành có bị nhân quả hay không? Nghe rồi phải không? Và vị thiền sư này trả lời sao? Sao? À, không bị nhân quả. Không bị nhân quả. Chỉ có cái đạo lý đơn giản như vậy mà chúng ta còn hay nhầm lẫn. Mình tạo ác xong rồi mình làm việc thiện để bù lại,
Phải không? Có chứ không phải không có. Trên đời này có rất nhiều như vậy chứ không phải không có. Mình lỡ làm ác rồi, bây giờ hối hận quá, làm thiện. Mình lỡ mình giết hại nhiều quá, bây giờ mình phóng sanh. Có chuyện đó không? Phóng sanh thì mình được phước, nhưng mà cái nhân ở quá khứ mình tạo ra thì phải trả thôi, chứ không có chuyện là nó bù qua hết ha. Không có chuyện đó. Trong nhân quả chúng ta hiểu rõ như vậy. Vì thế cho nên sanh tử chẳng thôi, ác đạo chẳng tuyệt. Sanh tử chẳng thôi, bao giờ hết sanh tử? Bao giờ hết sanh tử? Đi tu hết sanh tử hả? Ồ, chuyện đó xưa lắm. Tới thành Phật hết sanh tử. À, dĩ nhiên cứ cái gì cũng gối cho Phật là xong thôi. Nói như thế không có đúng. Suy nghĩ cho kỹ chút xíu. Cho nói sai, nói sai hoài không được đâu. Phải suy nghĩ cho kỹ chút xíu. Cho nói sai, nói lại. Ai sao tôi dạy, ai bậy tôi theo. Không có được. Nói phải cân nhắc suy nghĩ. Khi nào chấm dứt sanh tử? Khi nào? Cô Diệu Ngân, cô Trúc Ngân. Đoạn trừ hết ác kiến hoặc là tư hoặc. À, thành bậc A-la-hán. Cô trả lời ngắn gọn thôi. Khi chứng quả A-la-hán là chấm dứt sanh tử. Như vậy A-la-hán nghĩa là gì? Là vô sanh. Thế nào là vô sanh? Vô sanh là không sanh, không còn tạo nghiệp nữa. À, nói vậy là nó đi lộn ngược lại rồi. Thầy đang hỏi vô sanh là gì? Không còn tái sanh nữa. Đó, nói cứ cờ quằn học lâu lét rồi mà nhiều đó nó chưa xong. Giờ ta nghe ta nói lại đây. Một đóa hoa, chúng ta nhìn thấy một đóa hoa, chúng ta nói đây là một đóa hoa, lấy con mắt mà nhìn đóa hoa, và đóa hoa là cái đối tượng mình nhìn, con mắt là nhãn căn mình nhìn, và mình thấy có đóa hoa, thầy bỏ đóa hoa xuống. Các vị sao? Không thấy có đóa hoa, không thấy có cành hoa này. Các vị cũng phải lấy con mắt nhìn và trong đầu tìm kiếm không thấy hình dáng cành hoa nữa. Các vị nói không có. Như vậy, cái hoa đó sinh ra trong lòng các vị và các vị truy tìm thấy nó không có nữa cũng là một niệm tìm ra không thấy. Đóa hoa này nó tươi đẹp, sinh ra cảm niệm yêu thích. Đóa hoa này vài ngày sau nó héo úa, bỏ sọt rác, thấy vô dụng không cần nữa. Như vậy đóa hoa này đẹp yêu thích, đóa hoa héo úa thành rác, chán quá không yêu thích nữa. Như vậy cái ý niệm yêu thích nó mất đi, cái ý niệm chán sinh ra. Cái ý niệm đây là một đóa hoa sinh ra và ý niệm kia không có đóa hoa sinh ra. Dĩ nhiên, cái sinh ra, cái kia phải bị hủy diệt. Một cái diệt, một cái sinh. Sinh diệt, đó là gì? Là sinh tử. Có gì đâu. Sinh tử, đó là ý niệm sinh tử. Và trong ý niệm này, nó có thể chia làm 6 thái cực khác nhau. Ý niệm yêu thích lắm. Và lúc nào cũng làm những việc yêu thích. Cái việc là đem đến bình an, hạnh phúc, vui vẻ cho mọi người. Luôn luôn hướng tới cái đẹp và thánh thiện. Sống với ý niệm này hoài thôi. Người này mất xa cái thân này, tự nhiên sinh ra cảnh giới cõi trời. Cõi trời là một cảnh giới yêu thích cái đẹp và làm việc thiện. Còn thôi, nhân nghĩa đạo đức, tôi không cần tu hành, sống chẳng hại ai là được rồi. Những ai đừng đụng tôi. À, vậy thôi, cứ sống cái đời sống con người thì nó tái sanh trở lại làm người. Còn nếu như sống mà sự tức giận, thấy đóa hoa này nó héo úa, mình tức giận quá. Mình tức giận. Và trong sự tức giận buồn bực, tại sao hoa lại héo đi? Tại sao người nhà không thấy hoa mới? Với cái trạng thái tức giận như vậy, sống trong sự tức giận như vậy, đó là cảnh giới Atula. Tại vì sao nó? Và cảnh giới này nó yêu thích cái đẹp, nhưng mà nó có sự ích kỷ. Cho nên Atula nó ích kỷ, mà trái ý nó nổi giận. Đó là cảnh giới Atula. Từ một ý niệm thôi, rồi cái đóa hoa này
thấy nó vô dụng, đỡ cho nó khô, đem chậm thành thành nước hay hơn, làm thành rác hay hơn. Với những cái thái độ, cái tư duy không có hiểu được cái giá trị của đóa hoa, cái tư duy ngu si đó đi vào cảnh giới súc sanh. Còn cái đóa hoa nó chẳng có liên can gì, đập đổ nó, giẫm đạp nó, trong khi đang tức tối chuyện khác mà cào đóa hoa xuống rồi giẫm đạp nó thì sao? Cảnh giới đó là cảnh giới đọa đầy trong địa ngục. Như vậy, sáu cái trạng thái tâm lý đã có sẵn trong tâm chúng ta. Và trạng thái tâm lý nào, hạt giống nào nhiều hơn, nó sẽ dẫn đời sống chúng ta đi qua cái cảnh giới đó và môi trường đó. Chỉ có vậy thôi. Vậy thì còn ngược lại thì sao? Thấy đóa hoa, biết đóa hoa và biết rõ tác dụng của nó đã làm gì, nhưng nó mất đi, biết nó mất đi, không sinh một não phiền và sống ở trong trạng thái nhận thức như vậy. Cái thức không sinh đó, đó là cảnh giới của A-la-hán. Chúng ta thấy rõ ràng bản thân của mình có hai trạng thái, sinh và vô sinh. Và hỡi chúng ta sống với cái trạng thái vô sinh thì chúng ta từ từ đi vào cảnh giới A-la-hán, mà bắt đầu tức là tu đà hoàng, rồi từ từ tới tu đà hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Đó là bốn quả thinh văn chúng ta từ từ tu tập mà trải qua. Như tu tập tức là gì? Tức là tập cho mình có một lối sống phù hợp với chân lý, chứ không phải tu tập cứ ngồi im mới gõ mõ. Nhưng nếu không gõ mõ cũng không được, tại vì mình muốn sống với chân lý nhưng có chuyện nghịch cảnh, mình không đủ cái sức mạnh nội tâm để duy trì cái ý nghĩ tốt của mình, thành ra mình phải ngồi thiền định, hít thở, tụng kinh để mình duy trì được cái sức mạnh của nội tâm. Và một khi sức mạnh nội tâm có được thì mình thực hiện được những điều hay lẽ phải trong lòng của mình. Như vậy thì đó là cái điều mà chúng ta thực hiện theo nhân quả vô sanh. Và ai đạt được cái trạng thái vô sanh này, luôn luôn vô sanh này, tức là A-la-hán. Con của người ta nghe thành con của người ta xe đụng nó chết ngoài đường, nó trời ơi thương quá, một câu nói thôi cùng lắm thứ cho vài đồng phúng điếu, nhưng mà nó con mình chết thì sao? Mình đau khổ vô cùng. Như vậy thì cái tình thương đối với con mình, nó có tình thương, nhưng tình thương đó không phải là tình thương bền phẳng, mà tình thương có sự luyến ái. Cái sự luyến ái này nó luôn luôn nó gắn liền với gì? Nó câu hữu với gì? Vô minh. Và tình thương luyến ái câu hữu với vô minh thì ở trong sanh tử. Còn cái tình thương bình đẳng, không có điều kiện, cái tình thương đó là phải có trí tuệ mới thương được. Không có trí tuệ là khó lắm, không có thương được. Và nếu như người nào thường sống với trí tuệ vô sanh này, cái trí tuệ không phân biệt này, sống hoài với nó thì đó gọi là A-la-hán lậu tận. Được chưa? Những cảnh giới này là do từ trong tư tưởng của chúng ta đó. Thành là tu học phải đi vào trong tư tưởng của mình và sửa từ trong tư tưởng, và sửa nhiều ngày nhiều lần, nay một chút mai một chút thì mình mới có sự tiến bộ. Còn người ta đi chùa mình cũng đi chùa, người ta cúng dường mình cũng cúng, người ta lạy mình cũng cuốc, mình cứ vậy. Tới hết đời thì mình gieo một chút cái nhân công đức thôi. Thực ra mà nói thì không phải là một người biết gieo nhân giải thoát đâu, chỉ gieo cái nhân sơ trong cái luân hồi thôi. Rồi như vậy, do vậy cho nên cứ sống trong sanh tử và tạo cái điều ác, thành ra ác đạo chánh tuyệt. Người đời tạo ác như vậy nên tự nhiên có tam đồ khổ sở vô lượng. Cứ tạo ác như vậy và tự nhiên nó chiêu cảm. Từ khi nào các vị phát hiện mình có mặt trên cuộc đời? Không biết. 2-3 tuổi như vậy, trước đó là mình là ai? Mình không biết. Từ khi nào mình ý thức được là mình có mặt trên cuộc đời này? Khi có trí khôn. Như lúc mà sinh ra chưa có trí khôn rồi. Hay là nó đơn giản thôi. Khi nào các vị phát hiện mình ngủ thức dậy? Tự nhiên thức dậy, thấy mình thức dậy thôi, chứ còn mình không biết là mình thức thế nào. Rồi đây cô ấy ngủ chưa? Tôi dạ ngủ rồi. Ngủ rồi mà sao còn nói? Nhưng mà khi nào mình ngủ? Mình thấy nó ngay trong người, cái mạch mình nó đù ra. Rồi mới đầu là cứ nó ngay, mạch nó đù lần là giải tự nhiên cái nó không biết nữa hết. Giải thôi.
Rồi bạn mình nó quẹt lọ trên mặt rồi nó đi qua, nó đánh giấm cái râm mình cũng nằm nó ngủ. Nhưng mà khi mình thức dậy thì nghe đánh giấm cái là mình la làng, phải không? Đó, tức là hai cảnh chúng ta thấy khác nhau. Khi nào mình ngủ mình không biết, khi nào mình thức dậy mình cũng không biết. Từ lúc nhỏ khi nào mình có mặt trong cuộc đời mình không biết. Có những cảnh giới vô gọi là sắc, tức là không có cái thân, nó chỉ có sắc. Cái thân người là một hình sắc, cái màu sắc như thân người. Ví dụ như người ta có cái trò chơi gì mà nó giống như là nhạt nước đó, nó phun nước lên rồi nó có ánh sáng nó chiếu vô đó, rồi nó mới nhạt lên, mình cảm giác giống như cái người hình chạy đi chạy lại đó. Hay là phim trên 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 TV đó, thì mình nhìn thấy cái hình trong đó chạy đi chạy lại thôi, chứ đâu có người thật. Thì cảnh giới sắc nó cũng vậy, nó cũng giống như là cái hình sắc thôi, chứ không có con người thật. Thì cái cảnh giới đó tạo nhân ở trong thiền định sao đó không biết, và yêu những cái sắc ở trong tâm, và trong định rất sâu, và thích những cái sắc đẹp ở trong tâm. Khi người này xả bỏ mạng sống, tự nhiên thấy mình sinh ra một cõi trời. Và chúng sanh ở đó nó, ồ anh mới tới hả? Và mình biết rằng mình đã có sinh ra, và chúng sanh đã biết rằng có một người mới đến cõi này, chỉ vậy thôi. Và tự nhiên họ thừa nhận như vậy. Cũng giống như là thấy người ta sinh con thì biết sinh ra có một đứa trẻ vậy thôi. Đứa trẻ này nó khi nào nó phát hiện nó có mặt trong cuộc đời không biết. Vô mình dễ sợ không? Chúng ta chiêm nghiệm chỗ đó lâu lâu chút xíu, chúng ta mới thấy được là khi nào mình có mặt trên cuộc đời, và khi nào chúng ta chết không biết. Nói cho vui thôi chứ mà chết xong không biết. Và có người còn hẹn nữa chứ, sống chết ngày nào mà không biết rồi hẹn. Rồi sinh ra đã không coi ngày, đâu biết mình sinh ra ngày nào đâu. Mẹ nói rằng mang thai 9 tháng 10 ngày, đã chết kỳ 9 tháng 10 ngày. Nhiều khi có 8 tháng sinh ra mất rồi cũng có. Sinh làm gì số mà, sinh để dành chỗ chú đứa khác. Có đâu, không có đâu. Có cái anh chàng kia, anh nhỏ con quá, mẹ anh la, mời sao con trai mà nhỏ con quá. Anh giận, nhảy lên nói, mẹ vừa phải cho con có thêm tháng nữa không chịu. Đuổi ra sớm bây giờ nó nhỏ vậy còn nói. Tức là cái nghiệp nó sinh ra trong cuộc đời vậy thôi. Mình không biết từ nào, mình sinh ra từ ngày nào. Nếu mà chết coi ngày đi chôn. Chúng ta thấy mình mơ tính không? Cứ mình sợ cái này, mình tin cái kia, vớ vẩn nhiều thứ lắm. Trong cuộc sống nó chi phối mình rất nhiều. Và cái ác đạo, thiện đạo chánh tuyệt, đó là hoàn toàn do trong tự tâm của chúng ta. Và khi mình tạo cái nhân duyên như vậy, tự nhiên nó chiêu cảm, nó chiêu cảm tam đồ khổ vô lượng. Mình đang ngồi vậy, tự nhiên có chuyện đó, mình nhớ tới cái chuyện đó, tự nhiên mình thấy vui quá. Cũng trong không gian này có người khác, tự nhiên nghe cái gì đó thấy nó buồn quá. Có người, ồ câu kinh này mà hay ha. Mỗi cái tâm nó mỗi khác nhau, sự chiêu cảm nó vừa ở trong tâm khác nhau. Và tại sao nó có cái sức chiêu cảm lên trong tâm như vậy, rất là khó hiểu. Cái sức chiêu cảm này hỡi mà tạo nghiệp đủ thì bắt đầu nó chiêu cảm, và cảnh giới tam đồ khổ vô lượng tự nhiên sinh ra. Xây vần mãi trong ấy, nhiều đời nhiều kiếp không có thời gian ra khỏi, khó được giải thoát, đau đớn chẳng nói được. Đây là năm đại ác, năm thống, năm thiêu, như lửa lớn đốt cháy thân người. Nếu có ai ở trong ấy nhắc tâm chơ ý, không biết cái âm thanh nó rè rè ở đâu dữ hả? Ai cưa mình cưa hay là ai cưa? Các vị có thể đóng giùm cái cửa lại giùm. Âm thanh nó vô nó làm loạn ở trong hội trường. Nếu có ai ở trong ấy nhất tâm chớ ý, đoan thân chánh niệm, đoan thân giữ thân mình ngay thẳng, chánh niệm tỉnh giác, ngôn hạnh tương ưng, làm việc chí thành, chuyên làm điều lành, chẳng phạm điều ác, thì được độ thoát. Độ thoát là thầy nhắc lại là không phải một ai độ chúng ta, mà tự chúng ta vượt thoát.
tự chúng ta vượt ra. Ví dụ có những điều chúng ta chưa hiểu, chúng ta học, chúng ta sẽ hiểu. Hiểu thì chúng ta sẽ không bị chướng ngại bởi cái không hiểu nữa. Chỉ như vậy thôi, đó là độ thoát mà như vậy, là vượt qua và thoát khỏi sự trở ngại. Có nhiều phước đức được sanh lên cõi trời hay chứng nhập Niết Bàn. Chứng nhập Niết Bàn tức là đi vào trong cảnh giới tĩnh lặng an vui. Đây là năm đại thiện vậy. Kinh văn nói, này A Dật Đa, đó là năm điều ác trong đời khổ não như vậy. Năm thống năm thiêu xoay vần sanh lẫn nhau. Cái chữ xoay vần sanh lẫn nhau rất là hay. Nó tạo ra một vòng luân hồi. Đừng nói chi, đơn giản thôi. Có một người nào đó, họ không có chấp nhận cái đạo lý luân hồi. Rồi á, họ buồn, họ chán. Rồi họ tạo ra bao nhiêu cái việc xấu ác. Thành ra, nó thọ lấy cái quả báo đau khổ. Hoặc là bây giờ, có người nào đó đi chùa. Sáng nay, nhất định là đi chùa. Gặp mà nghe thầy Huyền Châu giảng kinh vô lượng thọ. Nhưng mà tới nghe nói là trời đất nó nóng trên 100 độ. Thành ra là trong người nó hơi bực bội rồi. Nhưng mà cũng ráng, dùng tinh tấn ráng, nhất định phải học pháp. Nhưng vào trong chùa thấy cái bà kia thấy ngứa gan quá. Thấy cái mẹ cái bà kia ngứa gan quá. Thôi không thèm nữa, đi về. Đi về rồi sao? Rồi gặp cái duyên khác. Gặp cái duyên người bạn rủ mình đi chơi. Hoặc là tới nhà hàng xóm, hoặc là tới chỗ nào khác đó. Rồi gặp cái duyên nó rú rê một hồi, có thể mình chạy vô casino luôn. Từ một cái sai một ly nó đi một dặm như vậy đó. Nó sẽ dẫn mình vô casino rồi. Tới khi mà tan gia bại sản rồi á, bắt đầu mình sống trong oán hờn phiền não. Mình oán trách cả bạn bè, oán trách cả gia đình. Rồi bắt đầu mình sống bất cần trong thiên hạ. Tạo ra vô lượng những điều xấu ác. Cuối cùng tới khi chết thì phải chết thôi. Và chết rồi thì mang lấy cái nhân sân hận đó đi thẳng vào cảnh giới Atula. Mà đi vô cảnh giới Atula luôn luôn đấu đá, lúc nào cũng đấu đá. Việc lớn việc nhỏ hở một chút là tranh đoạt đấu đá. Và tới khi giải hết cái nghiệp đấu đá đó rồi, sinh lại thế gian này làm cái con to to như là con trâu con bò, mang cái sừng trên đầu để mà đấu đá. Rồi hết cái nghiệp đó, mang lấy cái thân một cái con chút xíu như là cái con dế chút xíu mà cũng gáy. Chút xíu mà lại còn đứng gáy. Làm như người ta sợ lắm vậy, người ta dặm cái chết mà đứng gáy. Chúng ta thấy không? Tức là những cái nó gáy, có những người mang lúc nào cũng mang đi. Rồi lúc nào cũng dơ chân dơ kén lên. Tới dũng sĩ bỏ ngựa, lúc nào cũng dơ chân dơ kén ra. Rồi sao? Tới hết cái nghiệp đó rồi, bắt đầu từ từ lần quần á, thấy hối hận sau đó rồi từ từ tu tính lại. Ở trong cảnh giới biên địa hạ tiện, sống trong cảnh đấu đá. Rồi lần lần hết, biết tạo phước một lần, một hồi nào đó rồi chạy tới Bồ Đề Phật Quốc, vô thầy Huyền Châu học tiếp. Chúng ta thấy một vòng luân hồi nó đi như vậy đó, nó đi từ cái tâm của chúng ta. Nó đi cả vòng, nó chiêu cảm dễ sợ lắm. Vì vậy cho nên chúng ta cố gắng làm sao giữ tâm của mình. Nó sai một chút xíu là nó dẫn mình đi vào trong ác đạo. Phật dạy rằng, hoặc có kẻ hiện đời nay trước hết bị bệnh hoạn, cầu chết chẳng được, cầu sống chẳng được, cho mọi người thấy sự chiêu cảm của tội ác. Cầu chết không được, cầu sống không được, chuyện có chứ không phải không có đâu. Chúng ta cứ chiêm nghiệm trong cuộc sống này, có nhiều người họ nằm đó, ta thấy họ nằm, nhưng mà không có ai chăm sóc mà cái lưng họ lỡ ra, rồi dồi nó quá trong đó. Nó cắn nó rút trong đó đau đớn biết chừng nào. Mình mở thì tanh hôi. Cái cảnh đó cầu sống, sống cũng không được, không ngon lành gì. Mà cầu chết cho rồi nó không chết. Ngay cả những người tu hành cũng có chứ không phải không có. Không biết nhân nào mà tạo cái duyên sao mà thọ lấy cái quả báo. Ở rất là lâu trong lesson home rồi ở trong đó rồi cũng chết lần chết mòn trong đó. Có những cảnh rất là dễ sợ. Chúng ta nhìn đó và tự nghiệm lại cái hành nghiệp của mình. Và hãy nỗ lực làm thêm những cái việc phước có thể làm được. Chứ đừng có bo một chút xíu rồi. Cuối cùng thân mạng này hủy, chúng ta cũng không được gì hết. Và chừng đó muốn làm phước cũng không có cái thân để làm nữa. Muốn làm bố thí giúp đỡ cũng không có, không còn một đồng để làm nữa thì làm sao? Gọi là chiêu cảm của tội ác.
Khi thân chết, thần thức theo ác nghiệp mà đi vào ba ác đạo, chịu vô lượng khổ não. Thân chết, khi thân chết, cái thân do tứ đại cấu tạo thành, nó không còn đủ sức duy trì nữa thì nó rã. Và bắt đầu cái thần thức bên trong, tức là cái linh hồn đó, nó theo cái năng lượng nghiệp đã tạo ra trong một đời đó, trong nhiều đời đó, chi phối nó và dẫn nó đi. Nếu như trong lòng luôn luôn có những mờ ám, những sự tính toán, che đậy và luôn luôn thích hành động trong bóng tối, với một loại năng lượng đó, thân này chết đi, chắc chắn nó sẽ hiện ra nhiều ánh sáng. Nhưng ở trong đó không phải là sáng mãi, thay đổi cảnh giới, ánh sáng lung linh của cõi trời, người này sợ lắm, không thích. Rồi ánh sáng vàng vọt cõi người, người này cũng không thích. Cái ánh sáng trắng trắng của Atula, người này cũng không thích. Nhưng mà thấy một cái đám mây nó cuộn lại chi, và người này thấy yên tâm và cứ chạy theo đám mây đó sinh thẳng trong địa ngục. Họ yên tâm như vậy, họ thích như vậy, và nó chiêu cảm như vậy. Tại vì sao? Bởi vì hàng ngày họ thích sống trong mờ ám, đen tối, và năng lượng đó nó đã kết thành trong tâm của họ. Cái đám mây đó đâu phải mây ở ngoài, mà từ trong tâm của họ, từ hành vi của họ, nhiều yếu tố nó kết thành. Một cái chuyện nhỏ như vậy thôi, chúng ta thấy cái sự chiêu cảm của ác đạo nó là như vậy. Khi thần thức chết rồi, thì theo nghiệp đó dẫn vô trong ba ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ hoặc là súc sanh. Sống ở đời mà nói trước nghĩ sau, người đó là thế nào cũng vô súc sanh được, phải không? Có những người với ông bà mình vậy là nghĩ trước nói sau, còn mình ngược lại, nói trước nghĩ sau, cho đẹp đấy đó. Rồi nói sai rồi nói lại xong, ai họ nói mình câu người ta nói tu hành mà sao không xả bỏ đi, chấp dữ vậy. Cứ nói đi mà chuyện tu hành ra mà cản người ta. Hồi xưa có ông thầy cũng vậy, cứ hay thầy thì thầy hay chấp chặt trong cái nguyên tắc tu hành, tại vì mình biết mình không có đủ sức như bậc thánh mà tự tại, thành ra phải có những cái khuôn phép cho tự mình. Mỗi người có một cái luật lệ sống cho riêng mình. Trong chúng anh em là cứ nói thầy chấp, có ông thầy đứng nói thầy á, ông tu hành mà ông chấp chưa, mà thầy đang ngồi tại bữa cuối, cái thầy quay lại thầy hỏi cái miệng ông có mấy cái răng, ông chưa có hiểu. Ông chưa có hiểu cái ông hỏi hồi chi. Cái thầy ngồi đứng là thầy cầm cái cây đấy, cây đang bữa đấy. Thầy nói ông muốn còn ông còn mấy cái răng. Thì lúc đó là mới hiểu ra mới bỏ đi. Người ta tu sao cỡ người ta, ai mượn mình tới nói. Còn mình chấp mình giải thoát, cứ giải thoát đi. Mấy mới tự nhiên kiếm chuyện. Nói người miền Trung hay nói mắc nói mỏ phải không? Tại có những cách nói đó thưa quý vị, sau này không nên, quý vị đừng học theo cái đó. Tại vì nó không nên nói. Thì nói cái nó nghe nó khó chịu lắm. Nghe nó ngứa gàng lắm. Có cái cô kêu hỏi, thưa thầy, cái con nhỏ này nó, cái cô ni á, mà tự nhiên nói thưa thầy, thầy được nhiêu túi rồi. Cái thầy mới nói nếu như ở đời có vợ chứ, con gái tôi chắc bằng tuổi cô. Cái nỗi giận ghét thầy quá trời quá đất. Nó hỏi thầy cái câu nói dài, nói như con vậy. Tức là anh nói, nếu mới đi hỏi tuổi người ta vô phép, có những cái chuyện nó không cần thiết, tự nhiên cứ hỏi lung tung. Có nhiều khi có những người không xong, nói lâu nó quen chứ không xong. nó nhiều quá là nó quen chứ không có xong gì hết. sự thật là vậy đó, cứ nó mét nó mỏ nó quen. Mà chắc là thầy bị lai lai ông nội thầy đó. Hồi xưa ba thầy đi học võ, ông nội thầy nói không có được đâu. Cái người ta nói tại sao ông có một người con trai cho đi học võ để nó tự vệ chứ, ông nói cần gì học võ. Bà nội mày kia này không có võ mà ra ngồi chợ quýnh bà kia. cho nên mà có võ đánh người ta cái người ta chết, còn không có võ thì đánh người ta đeo thôi không chết. Ông nghĩ như thế mà không cho đi học võ. Cái người như ông vậy đó. Rồi cái hồi nói thưa bác đâu bác có đỡ không? Ông à, cũng đỡ, ngồi cũng đỡ, nằm cũng đỡ. Ông nói vậy đó. Ông nói cũng đỡ, mà ngồi cũng đỡ, nằm cũng đỡ lại còn chết. Cái đỡ lên đỡ xuống đó, ngồi không nổi phải đỡ vậy, còn nằm phải đỡ xuống.
Và ông nói à, cũng đỡ, ngồi cũng đỡ mà nằm cũng đỡ. Ông nói mệt mỏi vậy đó. Mà mình hồi nhỏ theo ông hoài cho nên lâu ngày nhiều khi cũng thành thói quen. Rồi sau này dạy chúng đỡ tứ, cái hồi đó dạy trước mặt mình im ru rồi, mà sau lưng nó nói sư phụ nói chuyện ở chuyện ông ngày xưa, thở giờ mà nó khác cũng đêm như ngày xưa thì ông so sánh. tức là đứa nhỏ giờ nó cũng khác nha, nó không chịu cái cách mình quan điểm sống ngày xưa, nó sống tự do tự tại của nó thôi, muốn làm thì làm, muốn nói đã nói thôi. Rồi chúng ta trở lại vấn đề tội ác từ mấy nhỏ lần thành to lớn. Có những cái quốc gia người ta cũng nói như vậy, có những ngạn ngữ của Nhật Bản không biết có học được tâm kinh hay không mà người ta cũng nói là, xem là ngạn ngữ của người Đức á, người ta nói thế này à, cái điều thói quen ban đầu nó chỉ là tơ nhện và lâu ngày lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái tơ nhện nó rất là dở vẻ, dở đức, nhưng mà lặp lại nhiều lần nó sẽ trở thành xiềng xích, và một khi thành xiềng xích rồi thì rất là khó bỏ. À, cũng như vậy, cái tội ác á, nó ban đầu nó nhỏ nhỏ thôi, cứ nghĩ rằng mình làm việc xấu chút xíu cũng không sao, à, thôi bỏ qua, và lâu ngày nhiều lần lặp đi lặp lại rồi bắt đầu nó có sức mạnh. Nó lặp đi lặp lại, nó có sức mạnh chi phối mình và nó lớn nhiều vô lượng. Hoặc là người ta nói biến cả đại dương ban đầu chỉ là những giọt nước, quá địa cầu to lớn nó chỉ bắt đầu từ những hạt bụi. Thì cũng như vậy, tâm của chúng ta làm những việc ác, ban đầu nó nhỏ nhỏ như vậy, chúng ta không cẩn trọng thì nó tạo ra những điều xấu lớn dần dần. Tất cả đều do tham lam tài sắc. Cái này nói có thể là nói nó còn thiếu, chứ người ta không tham tài, không tham sắc mà người ta ham ăn cũng có. Người ta tham cái ăn uống, người ta sẵn sàng, người ta tạo ra tất cả mọi thứ. Rồi người ta ham ngủ, có không? Ham ngủ, mang cái thân ở nhà, mang cái thân tới chùa, học kinh mà ngồi ngáp. Ai mượn mình tới ngồi ngáp? Phải không? Ở nhà thì thôi ngủ đi. Tự nhiên cái là mang thân đi thiệt xa tới, ngồi khổ nhọc, mang áo tràng vô ngồi đàng hoàng rồi ngáp. Thậm chí còn ngủ ngáy nữa. Không sợ người ta không biết, mình nghe cho người ta biết mình đang ngủ. Nếu như cho rằng nó ồ, hôm nay mình mặc áo tràng vô, giờ mình đến chùa mình ngủ, có ai nghĩ vậy không? Chứ không có, phải không? Ở trong tâm mình nó ham ngủ quá, cứ ngủ đi, ra tới nghĩa địa tha hồ mà ngủ. Đó, không được mà trước nha, được mà trước cái nỗi đó, nói là phiền não ha. Còn cái người cái chữ mà cái tham ngủ này nó không có dừng lại ở chỗ là cái giấc ngủ, và họ thích có cái nhà lộng lẫy để họ ngủ trong đó, cũng là một biểu hiện của tham ngủ đó. Cái nhà rộng lên rồi ở trong đó có cái giường lộng lẫy, phải không? Và người ta sẽ nỗ lực rất nhiều để người ta kiếm được có cái nhà đó, và người ta nỗ lực rất nhiều để mua cái giường đó, và người ta nằm trong đó người ta thấy người ta thỏa mãn và hạnh phúc. Và để có được một công trình đó, người ta phải đầu tư rất nhiều ngày. Nếu như người ta đem cái sức đầu tư đó vào trong sự tu học và giải thoát, người ta có thành tựu hơn rất nhiều. Cho nên do cái ham ngủ này mà cũng tạo nghiệp. À, rồi à, tham mà nhưng mà khi ngủ rồi thì thấy chỗ nào như chỗ đó thôi. Ngủ xong rồi thấy sofa với cái giường như nhau thôi. Chứ đang ngủ mà biết rằng cái sofa khác giường à? Không có đâu. Khi ngủ thì nó quên hết. Chánh chịu ban bố, tức là chẳng có chịu bố thí giúp đỡ ai bất cứ cái gì. Chạy theo dục vọng suy cuồng, phiền não buộc trói không tháo mở được. Phiền não buộc trói hay lắm. Cái phiền não nó cứ trói chúng ta, không phải ít đâu. Nó trói từ sáng tới tối, từ ngày này sang ngày kia, nó trói hoài. Chuyện gì trái ý chút là mình khó chịu. Nắng cũng khó chịu, mưa cũng khó chịu, kẹt xe cũng khó chịu. Thậm chí mặc cái áo nó chặt cũng khó chịu. Tức là bất cứ cái gì nó cũng làm chúng ta bị sinh phiền não. Thành cái phiền não nó rất dễ sinh trong lòng. Bởi thế chúng ta tu tập á, sự quán chiếu và định tâm rất cao, với cái đại bi phát bồ đề tâm thì mới ra tự mình dẹp được phiền não cho mình.
Phật dạy rằng tranh lợi vợ mình chẳng biết tự xét. Đó là những cái nghiệp mà chúng sanh tạo ra. Tranh cái lợi vợ mình, miễn làm sao có lợi cho mình là mình sẵn sàng. Đi vô trong chùa cũng tìm cách khai thác trong chùa, khai thác ảnh hưởng trong chùa, rồi khai thác đám đông, rồi khai thác cái bản ngã, khai thác đủ cách hết. Chẳng biết tự xét mình. Phú quý vinh hoa đương thời đắc ý. Có khi phú quý vinh hoa nó đương thời đắc ý, tức là trong cái lúc nó gặp thời, gặp lúc, gặp cái duyên và cái người này họ giàu sang. Chẳng hay nhẫn nhục. Những người có chút hiếu dạy họ không biết nhẫn nhục là gì, không biết tu tính bản thân mà cứ ý lại mình có tiền, có của, có quyền lực hơn người. Chẳng biết làm lành, không biết nhẫn nhục cũng chẳng biết làm lành. Tha hồ mà thủy y thiên hạ, không bao lâu oai thế tiêu diệt. Tức là cái sự phú quý vinh hoa này nó đâu phải là nó mãi mãi đâu. Ai nghèo ba họ, ai khó ba đời, cái thời cơ nó đến rồi nó đi. Làm một cái quốc gia chính trị kia, người ta nói rằng làm chính trị giống như đi bên móng, cái bên nó móng thấy nó vậy nhưng mà nó sụp xuống hồi nào không hay. Nó thành đó, nó bại đó, rất là dễ sợ. Không bao lâu oai thế tiêu diệt, thân bị khổ nhọc càng ngày càng nặng, nhân xấu quả khổ tự nhiên, nhân quả tự nhiên không hề sai sót, xưa nay đều như vậy, thiệt thiệt rất đáng thương xót. Nhân quả tự nó như vậy. Những câu kinh này thì nghĩ rằng chúng ta cố gắng tự lãnh hội quán chiếu chúng ta cũng nắm được. Này A Dật Đa, người đời phần đông đều như vậy, Đức Phật thương xót, dùng sức oai thần trừ diệt tội ác, khiến họ về nẻo lành. Dùng sức oai thần là sao? Ví dụ thế này ha, mình khởi cái tâm niệm, bắt đầu chúng ta sẽ thấy Phật lực gia hộ. Chúng ta khởi tâm niệm mới có sự gia hộ, nếu không khởi tâm niệm không ai gia hộ được. Thầy thường đem cái việc mà kiến lập ngôi chùa này để chúng ta thấy các vị khởi tâm niệm muốn học kinh Đại Thừa, muốn học kinh điển để biết rõ tường tận, không lầm lạc ở trong cái nhận thức kinh điển. Và chắc chắn rằng các vị đã có cái lòng mong muốn như vậy nhiều năm. Rồi cái nhân duyên nó chiêu cảm đầy đủ, khi mở ra được viện Phật học thì chúng ta lại chạy tới học. Nếu như trong lòng các vị không có cái mong muốn học hỏi như vậy, các vị sẽ không bao giờ tham gia cái lớp học này. Và cũng chưa, nếu như thầy có tâm nguyện giảng dạy mà thầy tới xứ này thầy giảng dạy cũng đâu có ai học đó. Không ai học thì thầy cũng tự đi thôi. Cho nên chúng ta thấy cái nhân duyên nó chiêu cảm. Và ở đây là nó tao đã quên rồi. Dùng sức oai thần. Chúng ta thấy có những điều không phải cái sức của cá nhân mình mà có thể làm được hết. Mà chúng ta thấy cái sức gia bị của Phật Pháp. Sức gia bị dễ sợ lắm. Tại sao? Bởi vì có khi mình không ngờ nè, nó như vậy. Làm sao mà cái ai nghĩ được ông thầy Quyền Châu nghèo sơ nghèo sát em mua được cái chùa đây? Không ai nghĩ. Rồi bây giờ thế, ông thầy mà cứ chạy tất bật sao? Ông thầy chạy tất bật, người ta nói ông thầy gì mà ông chạy tất bật, suốt ngày cứ nói tiền bạc luôn, thiếu thốn luôn, phiền não quá. Đâu có được. Cho nên phải tu tập giữ cái độ quán chiếu để tâm nó an ổn và chiêu cảm một sự thanh tịnh trong đạo tràng. Phật tử nói chắc là ông thầy là chắc có ai tài trợ hay sao mà ông thấy bình thường quá. Nghi tham sân si mạng nghi. Cái nghi đó nó làm hại mình cũng có. Tất cả những cái loại nghiệp khởi theo cái nghiệp xấu thì sao? Thì ai gia hộ? Ma nó gia hộ chứ. Ma nó gia hộ. Tại vì nó phải gia hộ để nó dẫn đi theo cái điều xấu đó. Giờ sao bác Di Lan có gì? Ừ.
Vâng, đúng rồi. Cái sức oai thần này nó có hai yếu tố nghe không? Chẳng hạn như vậy là họ ở trong một con đường bơ tắc, trong một sự bơ tắc. Và khi mà bơ tắc rồi á, cái trạng thái thần kinh nó sẽ rất dễ bị điên loạn. Cho nên có những điều khi người ta mong muốn một cái gì quá sức mà cuộc sống nó không có giống như vậy, thì ở trong chiêm bao họ sẽ thấy họ nằm mơ, họ trúng di số. Hoặc là họ đau khổ quá sức mà ban ngày họ không thể khóc được, họ không thể làm sao được, thì ở trong giấc ngủ tự nó sẽ rơi ra nước mắt. Cái đó là cái phản ứng tâm lý tự nhiên. Nhưng mà sâu hơn đó một chút nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái người này họ tin tưởng cái niềm tin của họ, họ tin tưởng vào một vị Bồ Tát, một cái vị hộ pháp nào đó, một vị Phật nào đó, và họ thường xuyên cầu nguyện. Thì trong vô tình khi mà họ cầu nguyện thì họ nhất tâm ha. Cầu nguyện không thể nào họ nghĩ chuyện khác, và trong tâm của họ rất là thánh thiện và nhất tâm vô thần lực của Bồ Tát Quan Âm. Bây giờ thần lực của Bồ Tát Quan Âm có hay không chúng ta chưa bàn, chúng ta chỉ nói ngay trong lúc mà người ta đang nhất tâm đó, thì lúc đó bao nhiêu vọng tướng điên đảo, bao nhiêu nghiệp chướng nó trong tâm của họ nó lên xuống. Thành ra Đức Phật nói niềm tin là mẹ sinh ra công đức là ở chỗ đó. Bắt đầu trong tâm họ sinh ra công đức. Và cái công đức đó bắt đầu nó sẽ chiêu cảm. Nó chiêu cảm những cái hoàn cảnh thuận lợi. Và từ từ nhiều ngày nó sẽ tới gần người này. Với cái trí năng muốn vượt qua, tin rằng có Bồ Tát gia hộ và kiên quyết vượt qua, thì người này bắt đầu họ hành động theo hướng đó. Còn một khi niềm tin họ sụp đổ, họ nghĩ không bao giờ họ làm được, tự nhiên họ thất bại chỗ đó rồi. Cho nên ngay chỗ này thôi là chúng ta thấy cái niềm tin nó cũng rất khoa học. Và vị Bồ Tát này chính ở trong tâm của chúng ta. Còn ở trong một cái góc độ nào đó, chúng ta chưa đạt được cái chỗ là vô ngã tánh không, thì vẫn ở trong cái thế giới sinh diệt. Và ở trong thế giới sinh diệt này, dĩ nhiên thần lực chư Phật cũng hóa hiện ra vô lượng phương tiện, cũng có sự gia hộ chúng ta. Không phải là kinh Đại Thừa không ha, mà thầy đã cớ các vị nghe câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên thử âm thanh của Phật đi xa đó. Đi mà vừa không nói, thần thông quảng đại mà vừa không nói, đường xa quá vừa hết được rồi. Mà chỉ cần cầu Phật gia hộ, khởi tâm như vậy thôi, mà trong thời gian ngắn, giống như là một lực sĩ co duỗi cánh tay, Mục Kiền Liên ở thật xa vừa tới núi Linh Thú. Cho nên chúng ta thấy cái sức gia bị của Phật mạnh mẽ bất khả tư nghị. Thành ra cái sức oai thần của Phật khi chúng ta khởi tâm tu hành, quyết tâm quyết chí, chúng ta sẽ thấy có sự chiêu cảm. Cho nên đừng ngại chỗ này, đừng sợ chỗ này. Nhất là trên con đường tu tập đó, nó có nhiều thứ chướng ngại lắm. Tại sao chướng ngại? Không chướng ngại đâu phải là tu. Tại sao? Tại sao chướng ngại? Bởi vì tu tính là đi ngược dòng đời. Đi ngược mà làm sao không chướng ngại? Cho nên nó đi ngược mà bảo rằng là thoải mái thì sao được. Cho nên chúng ta đừng bao giờ khỏi cái tâm niệm đó, phải chấp nhận. Nhưng mà một khi chúng ta vượt qua được một bậc thang, chúng ta thấy an ổn và hạnh phúc một bậc thang. Và nó có giá trị cho tâm chúng ta. Nhưng trước thầy có nói chuyện với thầy Minh Hạnh, thầy nói thầy đừng có sợ hãi, đừng có lo khi thầy làm chùa. Là thầy lo chính trong tâm của thầy hay hơn. Tại sao? Nếu như thầy làm chùa và thầy nghĩ rằng đó là ngôi chùa cho thầy, và thầy làm nhiều hơn người ta, và thầy sở hữu cái ngôi chùa đó, thì thầy sẽ bị thất bại. Nhưng thầy làm vì để cho phục vụ mọi người. Mọi người về chùa có cái chỗ sinh hoạt, có chỗ ăn uống mát mẻ. Và thầy đừng bao giờ nghĩ cho chính bản thân mình. Còn nếu có thì thầy chỉ nghĩ rằng làm một chút xíu được có chén cơm ăn khối nợ của thí chủ. Thầy nghĩ ngang đó thôi, thì thầy không bao giờ sợ cái gì hết. Và cái ngôi chùa nó sẽ thành. Nó từ từ nó thành. Mặc dù nó khó khăn thiếu thốn, nhưng mà từ từ nó sẽ qua. Thầy cứ tự tin chỗ đó. Và khi qua được rồi, thầy sẽ cảm thấy sự trưởng thành ở trong lòng của mình rất là lớn. Cái sự trưởng thành đó nó phải cọ sát theo công việc. Thầy từ nhỏ lớn lên chứng kiến rất nhiều thứ thăng trầm, đảo điên trong cuộc sống. Và thầy thường thưa các vị rồi, thầy có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn các vị. Thế nhỏ tiếp xúc thầy cũng được, người già cũng được, lớp bạn cũng được,
chư tăng cũng được, chư ni cũng được, và thầy thường sống ở trong tập thể. Thành ra thầy thấy nhiều thứ xảy ra. Bởi vậy cho nên khi có những cái việc gì đó nó xảy ra, điều xấu điều ác, thầy thấy bình thường lắm, tại vì quen rồi. Còn mà khi các vị ở trong nhà sống với một cái môi trường an ổn, trong cái cảnh u tịch nhẹ nhàng, mọi thứ đều thuận theo mình, mình làm bà nội, không làm bà nội thì làm bà tố nội, thì ai dám đụng tới mình, phải không? Hôm nay mình tới chùa nó khác. Nó khác rồi bắt đầu chúng ta thấy phiền não nổi lên. Và chúng ta nói, ô chùa phiền quá. Không phải là cái phiền do mình chứ đâu phải do chùa. Tại sao người ta không phiền, mình là phiền? Cho nên có những điều nó đơn giản như vậy đó, mà chúng ta thử nghiệm trong lòng mình chúng ta mới thấy ra. Thế thì ở đây chúng ta cố gắng tu tập, làm sao nỗ lực đi ngược dòng đời. Và bên cạnh đó chúng ta tự tin là Đức Phật, chư Đại Bồ Tát luôn gia hộ cho chúng ta. Cho nên chúng ta thừa cái sức oai thần của Ngài được cố gắng diệt trừ cái điều xấu ác của mình và trở về với cái nẻo lành. Phát tâm từ bỏ tư tưởng quấy ác mà phụng trì kinh giới. Cái tư tưởng quấy ác nó quan trọng lắm. Diệt bỏ nó là quan trọng. Chứ đừng có xem thường ha. Đừng nghĩ rằng làm ác, làm ác mới là điều ác. Còn suy nghĩ ác thì cứ không sao. Nhưng thế là sai. Tại chính vì cái suy nghĩ ác nó mới dẫn tới hành động ác. Nếu cái suy nghĩ thánh thiện thì tự nhiên sẽ hành động thánh thiện. Đức Phật dạy chúng ta tứ niệm xứ. Xin lỗi là tứ chánh cần. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh. Và tinh tấn dứt trừ những điều ác chưa phát sanh. Nó mới có ló ra mình chất liền. Nhất định không được nghĩ ác, không được nghĩ xấu. Tại sao? Bởi vì mình nghĩ ác, nghĩ xấu, nó sẽ khiến cho mình sẽ hành động theo xấu ác. Phải tinh tấn dứt bỏ nó. Ở trong cái tâm này phát nguyện như vậy thì lúc đó chư Phật sẽ gia hộ. Và chúng ta dừng ngay trong tâm mình. Phật dạy rằng hãy thực hành, hãy phụng trì kinh giới, thực hành đạo pháp không trái không mắc, thì trọn đời được chứng nhập đạo Niết Bàn xuất thế. Niết Bàn không phải là một cái cảnh giới. Xin lỗi, không phải là, không phải gì? Không phải là một cái cõi, mà nó là một cảnh giới. Một cõi thì nó phải, cõi là phải có đất, phải có một cái chỗ sống, và có chúng sanh ký thác, như là cõi người thì có qua địa cầu và có chúng sanh ký thác. Và con người là nhân tố quan trọng nhất trên quả địa cầu này, và các loài khác ký thác trên con người mà sinh ra. Nếu con người trên quả địa cầu này mà hủy diệt thì quả địa cầu này sẽ hủy diệt theo, các loài vật khác đều chết hết. Nhưng mà cái chỗ ký thác này, còn cái xuất thế Niết Bàn, nó là một cái tịch tịnh, nó là một cảnh giới tịch tịnh trong tâm hồn. Này A Dật Đa, nay ông và chư thiên cùng nhân dân với người đời sau được kinh giáo của Đức Phật phải suy gẫm chín chắn. Lời Đức Phật dạy cũng là dạy cho chính mình. Hãy suy gẫm chín chắn. Có thể y theo ấy mà đoan thân chánh hạnh, y theo đó mà tập theo, làm theo. Người trên làm lành rồi đem cảm hóa cho người dưới. Phật dạy cũng tương tận, cái người lớn thì làm lành và cảm hóa cho người nhỏ, người sâu, người cao làm lành, cảm hóa người thấp hơn. Không biết như thế nào Phật giáo Việt Nam với Phật giáo ở Đài Loan có sự khác nhau. Ta thấy hiện tượng á là Phật giáo Đài Loan người trẻ rất là sướng, được học hành đầy đủ, được chăm sóc, được hướng dẫn, thậm chí một người tu hai ba người lo lắng chăm sóc hướng dẫn. Nhưng mà cái người càng lớn thì lại càng gánh vác nhiều trách nhiệm và càng khổ. Còn ở Việt Nam mình thì ngược lại, nhỏ thì khổ vô cùng, mà lớn lên bắt đầu là làm lão làng, sống lâu lên lão làng. Thầy họ nhớ đọc cái chỗ đấy, so sánh chỗ đấy thấy nó kỳ quá. Trong tâm phát nguyện phụng sự Phật pháp, thế nên mình còn nhỏ lẽ ra phải được đào tạo, được nuôi dưỡng, ăn uống nó đầy đủ, cơ thể nó đầy đủ những cái tố chất nó chịu đựng được. Còn cái môi trường nó khác, bây giờ nó khác. Nói mình không biết trách làm sao,
Nhưng mà ở đây rõ ràng á, là cái người lớn nhiều khi không có làm. Không có làm. Hồi xưa ta nhớ Sài Gòn có một cái chuyện, người ta vận động là cái gì chấn hưng cái gì khác là chỉnh đốn tên già. Chỉnh đốn tên già. Mấy cái ông kia ông nói vậy, tên già chỉnh đốn trước, tên trễ chỉnh đốn sau. Chúng ta thấy không? Mà đó là cái người lớn không chịu làm đúng. Mà cứ phán xuống là bắt người nhỏ phải làm. Rồi người lớn nó tùy tiện làm sai. Mà người nhỏ họ nói là mày vô phép. Cho nên có những cái điều này mình chỉnh đốn làm sao ngay chính bản thân của mình. Người Phật tử lớn ở trong đạo tràng không có chịu làm gương. Nó trẻ nhỏ nó vô phép sao được. Ở trong chùa cũng vậy, ở đạo cũng vậy thôi, bây giờ trong đạo đó cũng vậy thôi, các vị cũng vậy thôi. Có nhiều người lớn tuổi rồi mà chưa trưởng thành. Nói nghe phiền não không? Hả? À, tuổi lớn mà chưa trưởng thành. Như là sao? Làm sao mình dạy được trẻ nhỏ? Mình ăn nói tùy tiện, đi đứng tùy tiện, muốn làm gì làm. Cho nên trong sự tu tập này á, mình cố gắng y như kinh cháo, học theo lời Đức Phật. Người lớn mình làm lành, mình đem cái điều mình làm đó mình dạy cho người dưới. Còn những điều mình chưa làm được thì mình nên cẩn trọng, chứ đừng có dạy không không rồi nó, rồi mình không làm theo, mình nói nó vô phép, mà thậm chí mình không có kinh nghiệm trong việc đó, làm sao mình dạy? Nếu mình dạy tầm bậy á, nó không nghe theo. Nó không nghe theo thì bắt đầu mình giận nó, mình nói nó không nghe lời. Ở nhà cũng vậy thôi, có những điều mình chưa có trải qua. Bây giờ các vị thấy, nói con phải đi học đi, mà con mình đã học xong rồi, mình nói nó lười biếng sao được. Tại vì mình đâu có biết làm bài đâu. Giáo trình nó khác, kiến thức nó khác. Mình đâu có biết là hướng dẫn. Mình thấy vô giống như là con vịt ở trong đám trong ruộng. Không biết đi hướng nào. Thì làm sao mình dạy nó. Và chí ít mình phải quan tâm như thế nào cho đúng cách. Rồi có những điều á, mình muốn con mình nó thực hiện, nhưng mà nó thực hiện không được. Tại sao? Bởi vì cái điều mình muốn đó là văn hóa Việt. Còn nó đang chịu ảnh hưởng văn hóa Mỹ, cái ứng xử văn hóa Mỹ, thì làm sao mà mình bắt nó đi theo được, phải không? Thì bao nhiêu đó thôi, mình phải thận trọng cái người lớn, người nhỏ rồi. Phật dạy rằng, luân chuyển dạy bảo nhau, lớn dạy cho nhỏ, cứ như vậy, đời này dạy cho đời kia, luân chuyển dạy bảo nhau, đều giữ gìn thực hành những cái đạo lý tôn kính bậc thánh, tôn bậc thánh, kính người lành, nhân từ bác ái. Tôn cái người thánh, tôn thờ bậc thánh và kính trọng cái người làm lành. Chỗ này cẩn thận nghe không? Yeah. Nếu làm điều kỳ cục người ta bắt trước, mình không biết ngõ sao bắt trước làm chi. Dạ, thầy hiểu ý bác sĩ Lan nói rồi. Ý bác sĩ Lan nói rằng là có những vị Bồ Tát vị nguyện sanh mà sống với nghịch hạnh, khiến cho chúng sanh không biết đâu là thật đâu là giả. Nhưng mà thưa quý vị á, những vị Bồ Tát, nếu như thực sự là Bồ Tát, họ có làm gì đi nữa, họ cũng đã lường trước được những gì, sự tương tác của họ nó tới đâu. Trí của Bồ Tát bao giờ họ cũng lường trước được cái việc làm của họ nó sẽ ảnh hưởng tới mức nào. Ồ, nói vậy. Có những cái người họ làm, họ hành động hàng ngày, có khi á, Ngài hiện ra những cái hạnh nghịch để tránh sự tôn kính. Có nhiều vị rất là ngại sự tôn kính, tránh cái sự tung hô, tránh sự tôn kính. Nó làm phiền cho cái đạo vị của họ. Hồi trước đây này, cũng có một cái vị mà thầy cũng chứng kiến được, là ở trong một cái ngôi chùa,
ở miền Bắc á, miền Bắc thì Phật giáo khó sống lắm. Thì thầy, cái vị thầy này á, tu tập rất là tinh tấn, và họ họ mới, cái vị thầy này nói cái gì là dân chúng đều nghe theo, cho nên họ mới đem cái vị thầy này ra, họ báo rằng là phải làm là hội đồng nhân dân, đó, tức là phải làm đại biểu hội đồng nhân dân cho họ, làm cán bộ mặt trận cho họ. Và vị thầy này không chịu làm, không chịu làm thì họ áp lực liên tục nhiều năm và cũng không được, thì vị thầy thấy phiền quá là mới bỏ lên núi ngày ở. Và khi ngày lên núi ngày ở thì dân chúng nó lên núi nó cúng dường, thành ra người ta mới đem cái tượng cổ trong một ngôi chùa đem bỏ sau lưng cái chòi của ngài trên núi, rồi người ta vu cáo, người ta nói là ngài ăn trộm đồ cổ và trốn lên đây, và họ xử lý, họ lập biên bản và họ dàn dựng những cảnh tố cáo, quay phim chụp hình, rồi họ tuyên truyền báo chí đó. Và bắt ngài về nhốt trong một cái ngôi chùa gọi là giam lỏng à, nhưng mà ngài quyết định ngài cũng không làm. Và hôm đó áp lực nhiều quá, cuối cùng ngài mới tụng kinh Pháp Hoa tới cái chỗ cái phẩm Dược Vương, Dược Thượng Bồ Tát cúng dường Phật, thì ngài lấy cái dao ngài chặt cái tay của ngài. Khi ngài chặt cái tay của ngài mà cái người, họ cho một cái người nấu cơm trong chùa canh gác thì thấy ngài chặt không có đứt hay sao đó, và ngài lấy cái dao ngài khứa nữa cho nó rớt ra. Rồi ngài mới lấy cái ngài băng lại xong hết rồi, bắt đầu ngài mới lấy cái tay ngài đỡ trước mặt và ngài tiếp tục là tụng kinh. À, thì lúc đó cái việc nó chấn động hết. Năm đó thầy học ở tu viện Nhân Thiều, thầy với mấy anh em nghe cũng hiếu kỳ, đốn xe đi. Đi ra tới đó thì lúc bây giờ ngài đi nhổ cỏ ruộng, ngài nhổ cỏ ruộng và ngài cục mất một cái tay, và ai cũng biết cái chuyện đó hết. Thì lúc đó Phật tử tới làm thì làm, ngài không có nhìn, ngài chạm cùi, ngài nhổ cỏ thôi, ngài không quan tâm chuyện gì hết. Và khi mà có người nói là thưa ông là có mấy sư mấy thầy ở trong Nam ra, thì ngài mới ngóc đầu lên, thì ngài mới nhìn thấy, hỏi quý thầy tới gặp tôi có việc gì dạy bảo không. Thì nói dạ tụi con tới để đánh lễ ngài. Ngài nói có nhiêu đó hay là còn gì nữa không? Thì nói dạ không, có nhiêu đó thôi. Thì ngài nói thôi được rồi, việc của quý thầy cứ làm, việc tôi cứ làm. Ngài cúi xuống ngài nhổ cỏ tiếp. Nên là những cái vị họ sống những cái hạnh, họ tu trong tâm của họ, họ có thành tựu trong tâm của họ, và họ hiện ra cách sống của họ. Và thậm chí có những người họ đùa giỡn với thế gian, và cái chuyện đó nhiều khi nó thích hợp ở trong quốc độ đó, trong giai đoạn đó. Và chúng ta thận trọng đừng có đem trong giai đoạn này. Cẩn thận. Thành ra là hay là cứ thấy người ta làm thảm bại của nó, ồ đó là của chữ Bồ Tát á, chưa chắc đâu. Nhiều khi người ta bại thiệt nó hay sao? Cho nên mình đừng có vơ là thấy là lạ, nó là Bồ Tát là không được ha. Vì Bồ Tát là họ làm, nó làm gì, nó có khả năng chuyển hóa như thế nào. Đó. Và họ làm thường nó có những cái lý do riêng. Cho nên đừng có nói rằng hỡi chút là Bồ Tát. Mà nói chung là tốt nhất chúng ta cũng không có nên sinh cái tâm là khinh ghét ai. Tại vì tu nhất kiếp ngộ nhất thời, cái lúc mà họ si mê họ như vậy, chứ biết đâu trong thời gian đó, nào đó rồi họ tỉnh giác, rồi họ quay lại, họ tu tập, thì họ thay đổi cũng rất nhanh. Có nhiều vị cũng phá hoại Phật giáo, nhưng mà có khi họ trở lại, họ làm việc cho Phật giáo. Đó, thầy kể một câu cái chuyện đây, cho các vị nghe thêm chút xíu. Là ai hả? Như có một cái vị thả không nhớ tên, có một cái người mẹ đi xuất gia, và cái người con là đại sứ quán của Việt Nam Cộng Hòa mà ở tại New York á. Cái vị đó là theo Thiên Chúa và làm đại sứ quán của Việt Nam Cộng Hòa ở tại New York. Thì cái vị đó chính là cái vị mà đem tất cả những cái hồ sơ đàn áp Phật giáo của chế độ ông Diệm á, trình tại Liên Hợp Quốc. Mà trong khi á, người mẹ của cái vị này là một vị tu sĩ, cái người mẹ xuất gia trung niên là một vị ni cô, và quyết định từ bỏ đứa con, để đứa con phục vụ cho một chế độ đàn áp Phật giáo. Nhưng mà không biết rằng chính đứa con đó là đứa con thầm lặng, đứa con chịu đựng, và đứa con giải vây cho Phật giáo. Nếu như không có những cái hồ sơ của ông đó, Liên Hợp Quốc họ không có về. Đó, chính hồ sơ đầy đủ của ông đó mà Liên Hợp Quốc họ vừa ngay cái ngày Phật đản tại Huế. Từ đó nó diễn biến cái sự kiện năm 63. Cho nên có những vị đó là những vị Bồ Tát, họ hành động, họ đó là cái nghĩa cử của Bồ Tát đó.
Họ chịu đựng hành động một cách thầm lặng không ai hay ai biết. Và họ cứ vay, và tới bây giờ này gần như sử sách quên lãng họ. À, sử sách quên lãng họ. Một số nhà sử gia họ nghiên cứu, họ đầy đủ tư liệu, họ thấy cái vai trò sáng chói của cái ông này ở trong bối cảnh đó. Nhưng mà trên sử sách thì không có nhắc tới. Thậm chí Phật giáo của mình bây giờ cũng không có biết, không đề cập tới nữa. À, thôi chúng ta trở lại vấn đề. Kính người lành, sống nhân từ bác ái, chẳng dám trái lời Phật dạy, phải cầu xuất thế, nhổ gốc sanh tử tội ác, rời hẳn con đường tam đồ vô lượng lo sợ khổ đau. Phát cái nguyện mạnh mẽ, chúng ta mới rời hẳn được. Các người ở cõi này, vung trồng cõi công đức lớn, rộng, bàn ơn, bố thí, chớ phạm cấm giới, nhẫn nhục, tinh tiến, nhất tâm và trí tuệ. Đây là cái hạnh của lục độ ba la mật đó. Giáo hóa lẫn nhau, tu đức lập thiện, chánh tâm chánh ý, trai giới thanh tịnh một ngày một đêm, đây gọi là thọ trì bất quan trai giới. Còn ở những nước an lạc, còn hơn ở nước an lạc làm lành cả trăm năm. Một ngày tu bất quan trai giới của này bằng hơn của cực lạc là tu 100 năm đó. Tại vì sao như vậy? Tại vì cái cõi này có quá nhiều điều ác, có quá nhiều điều chướng đạo mà chúng ta vượt qua được. Còn về cõi cực lạc, muốn làm ác cũng có chuyện đó làm. Muốn làm ác cũng có chuyện đó làm, muốn giận cũng chẳng có chuyện người đó giận hết. Cho nên vui quá rồi lâu nó cũng buồn. Muốn giận không có. Thành ra làm những điều thiện rất là dễ dàng. Còn cõi này làm điều thiện rất là khó khăn. Học Phật Pháp thì khó khăn. Bụng nó đói cào cào rồi mà thầy nói hoài cũng cho ăn cũng phiền rồi, thấy chưa? Thôi chúng ta dừng ngăn đây. A Di Đà Phật.